Xin chào cả nhà, lại là chuyên mục máy rửa bát, em lên sóng phục vụ các bác nhé. Một con TR6 vừa mới dọn dẹp xong, đang test dọn chảy ok mọi chức năng rồi. Mã số 26, hình thức vỏ nguyên còn đẹp. Hai bên đầu hồi các bác nhìn rất là phẳng nhé, con này hai bên đầu hồi. Đấy. Riêng đối với hàng bãi thì hai bên cái đầu hồi của nó thì lại rất hay bị xước móc. Con này thì còn khá đẹp. Đầu bên này đây, đầu ở bên này thì nó rất là ít xước sơn quá nhé. Con này sản xuất 2013, TR6 mã 1711. Cái mẫu TR6 thì phần này nó viền đen các bạn này. Về bản chất cái bảng điều khiển này cấu tạo thì các đời nó như nhau thôi, nhưng mà con này thì nó thay cái màu viền đi. Thấy rửa nước nóng bỏng luôn nhé, rửa hoàn toàn bằng nước nóng hết, không cần phải cho nước rửa bát hay cái gì đâu ạ, nó vẫn sạch bình thường các bạn ạ. Nhưng mà các bác tiết kiệm được khối cái tiền bột rửa, máy bột rửa, máy rửa bát nó cũng khá đắt tiền đấy, chứ không phải là rẻ đâu ạ. Đây, trang trí con này rất đẹp này. Đấy, giá rất sạch sẽ các bạn nhé, nội thất khá mới luôn. Đây mới so em nhìn thấy đây là rất là sạch sẽ này. Đấy, khoang nội thất khá sạch, đẹp, cái giá này ở đây. Con máy ok ngon lành đấy. TR6 thì em vẫn bán là 4,4 triệu bảo hành 1 năm. Các bác nào lấy thì các bác alo cho em nhé. Các bác nào chốt thì các bác alo. Đã 4,6 triệu. Nhưng trước này bác nào chốt em bao ship. Thỉnh thoảng có những cái bớt cho các bác chút cho nó vui vẻ hai bên. Giá 4,6 triệu em bao xin lỗi các bác nhé. Giá 4,4 triệu. Rồi. Trước này em bán là 4,4 triệu nhé. Nhầm các bác lại bảo em tăng giá. Giá 4,4 triệu, còn bác nào lấy thì em bao ship. Đây, mã số 26, bảo hành 1 năm. Chưa biến áp đâu ạ, biến áp mua riêng 500.000 các bác nhé. Chào các bác.